Đi ngủ cửa. Bài 5 tương ứng với phần tiếp theo của bài 16 quyển 2. Bây giờ là từ phim điện ảnh. Điện ảnh. Điện. Điện. Ảnh. Ảnh. Điện ảnh. Điện ảnh. Âm Hán Việt là điện ảnh. Phim điện ảnh Trung Quốc. Trung Quốc điện ảnh. Trung Quốc điện ảnh. Xem phim. Khán điện ảnh. Khán điện ảnh. Thường hay xem phim điện ảnh Trung Quốc. Chẳng khán Trung Quốc điện ảnh. Chẳng khán Trung Quốc điện ảnh. Mình còn thường hay xem phim điện ảnh Trung Quốc. 我还常看中国电影。我还常看中国电影。 Bây giờ là từ phim truyền hình. 电视剧。电。电。 是, 是, 剧, 剧, 电视剧, 电视剧. Không hay xem phim truyền hình. 不常看电视剧, 不常看电视剧. Phim truyền hình Trung Quốc. Trung Quốc điện sư truy. Trung Quốc điện sư truy. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh hớ điện sư truy. Điện ảnh hớ điện sư truy. Phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc. Nguyên văn là Trung Quốc điện ảnh và phim truyền hình. Trung Quốc điện ảnh hớ điện sư truy. Trung Quốc điện ảnh hớ điện sư truy. Mình còn hay xem phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc. 我还常看中国电影和电视剧。我还常看中国电影和电视剧。Mình cũng vậy. 我也是. Mình còn thường hay xem phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc. 我还常看中国电影和电视剧。我还常看中国电影和电视剧。Bạn thường hay xem không? 你常看吗? Bây giờ là từ ít, âm Hán Việt là thiểu. Sảo. Sảo. Khá ít, tương đối ít, ít hơn. Bị chào sảo. Bị chào sảo. Hôm nay người khá ít. Jīn tiān rén bǐ jiào shǎo. Jīn tiān rén bǐ jiào shǎo. Quá ít rồi. Thái sào lọ. Thái sào lọ. Quần áo của anh quá ít rồi. Nǐ de yī fǔ thái sào lọ. Nǐ de yī fǔ thái sào lọ.
Rất ít. Khấn sảo. Khấn sảo. Rất ít xem. Khấn sảo khẳng. Khấn sảo khẳng. Rất ít có. Khấn sảo dậu. Khấn sảo dậu. Rất ít ăn màn thầu. Khấn sảo chứ màn thầu. Khấn sảo chứ màn thầu. Rất ít uống bia. Khấn sảo hớ pí chiều. Khấn sảo hớ pí chiều. Mình rất ít xem phim điện ảnh Trung Quốc. 我很少看中国电影。 我很少看中国电影。 Hãy nhắc lại, mình cũng vậy. 我也是。 Mình còn thường hay xem phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc. 我还常看中国电影和电视剧。 我还常看中国电影和电视剧。 Bạn thường hay xem không? 你常看吗? Mình rất ít xem. 我很少看. 我很少看. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bánh bao. Bao tử. Quýt bán thế nào? Chúy tử tờ mã mải. Xin hãy đếm thử xem. Chính sủ ý sủ. Chính sủ sủ. Chính sủ ý xả. Di động của thư ký Lâm. Lín mỉ su đờ sổ chi. Nghe nói đọc viết. Thinh xua đủ xỉa. Nặng hay không? Trùng bố trùng. Lá trà. Trái dễ. Ba cái bút. San trư bỉ. Màu gì? Sớm mây yến sửa. Làm công việc gì? Zuo sớm công zuo. Luật sư. Lụy sư. Chúng ta đi. Giám ơn dẫu. Thường hay mượn sách. Tráng chìa su. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Dùng dài sủ sở khả su. Rất yên tĩnh. Khấn an chỉnh. Buổi tối. Hoàn sẵn. Hoặc là làm luyện tập. Hoặc là làm luyện tập. Nhận gửi email. Sâu pha email. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phụ xí khờ vấn, ưu xí sân xứ. Nói chuyện với bạn bè. Cân phấn yếu léo thiêr. Phim điện ảnh và phim truyền hình.
电影和电视剧。The same. 很少看。